đó là những gì tôi mong gắn gửi tới các bạn. Nhưng các bạn thấy không, có biết bao nhiêu người sau khi bị chèn á, sau khi bị chè á, trong một thời gian khá lâu, bây giờ tất cả đều đứng nổi dậy và hãy cùng nhau chúng ta dẹp bỏ những cái tên, chẳng hạn như Thích Tông Lai, những cái tên nguyên, những cái ông mà coi như là ông cha sư Hổ Mang, những cái người đó tôi sẽ đưa nó vào, tôi sẽ quát và coi nó có đẹp. Bây giờ họ chỉ tới cái giai đoạn chót rồi, và chúng tôi mong mỏi các bạn yểm trợ tôi để làm cái vấn đề này, và chúng tôi sẽ nhất quyết đưa cái việc này lên cho Thượng viện, cho Hạ viện, cho Tổng thống Trump và cho đi ông thống đốc tiểu bang California. Các bạn thấy chưa, Las Vegas nghèo nàn, tôi bảo đảm với các bạn sang năm chiều vàng vào ngày 7 tháng 3, chúng tôi sẽ đốt nửa, ít nhất 15 phút, ít nhất 30 phút, để các bạn thử tức nghe. Bây giờ hết rồi, say happy new year to everyone, come on, happy new year, come on Jessica, happy new year, happy new year, chúc mừng năm mới, chú nói chuyện này, happy new year, happy new year everyone, happy new year, chúng tôi tổ chức happy new year. Tôi cảm ơn các bạn nhé, mong các bạn yểm trợ chúng tôi. Sau khi chúng tôi rất thương mến, rất các bạn rất yêu mến chúng tôi, đây Lan Phương đây nè, rõ chưa, Lan Phương đây, con gái, con dâu của tôi đó, đây gửi về Việt Nam. Và nhớ nghe, nhớ nghe, sáng mai 5 giờ sáng đón tiếp chương trình Tả Tình trên cái Facebook, trên cái YouTube của Kiều Hoàng, tất cả ai Kiều Hoàng. Rồi cảm ơn đi, rồi thank you, thank you everyone, happy new year. Thank you for inviting us. Okay, Rob, what do you say? What do you happy say? New Year's. And then what do you say? The Rico, I mean the... Not enough 188 days, right? Yes, exactly. 188 days to the new recall. We're gonna win. No, they should have 90 days. But they do it early, we challenge it. Okay? Yes. Thank you. Okay, great. Ok, con đó, thấy cả đứa. Happy New Year. Rồi đi về con, từ từ. Come on. Happy New Year. Ai phải nói đâu, gì đó hết gì? Hết cầm tay. Cầm tay đâu? Về cái đó. Happy New Year. Come on. Happy New Year. Happy New Year. Nói đi, nói tên gì, họ gì. Ok, trước hết, chúc mừng mọi người năm mới.